lớp 7B, trường trung học cơ sở Hải Xuân. Mình và Tú có thể nói là lớp thân với nhau các bạn ạ. Mình và Tú có sở thích chung là lớp thích đọc sách. Nói về sách thì có thể khẳng định sách là một kho tàng tri thức của nhân loại. Cuốn sách tốt là người bạn chúng ta rèn luyện hàng ngày để hưởng ứng cuộc thi sách và khát vọng của cuộc sống. Sau đây mình xin giới thiệu với các bạn một cuốn sách. Các bạn thân mến, trên tay chúng mình đây là một cuốn sách có tựa đề là Những bài học bảo vệ bản thân dành cho học sinh. Sau đây bạn Hoàng Văn Tú sẽ giới thiệu với các bạn về hình thức của cuốn sách. Các bạn thân mến, cuốn sách Những bài học để bảo vệ bản thân dành cho học sinh của tác giả Trần Sĩ Cừ do Thu Vân dịch. Đây là một cuốn sách dành cho trẻ em từ 6 đến 15 tuổi. Cuốn sách Những bài học để bảo vệ bản thân dành cho học sinh được nhà xuất bản Hà Nội số 4 Tống Duy Tân, phường Hoàng Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội in xong và nộp lưu chiếu quý 1 năm 2020. Các bạn có thể thấy bìa của cuốn sách rất đẹp, màu sắc tươi sáng, hình ảnh ngộ nghĩnh và đáng yêu phải không các bạn? Cuốn sách có khổ 16cm hơn 24cm, gồm 196 trang không kể bìa. Sau đây mình xin giới thiệu kỹ hơn về cuốn sách. Đầu tiên là lời mở đầu gồm có hai bài viết, đó là học cách tự bảo vệ bản thân và lan tỏa sự ấm áp bảo vệ sự bình yên. Sau đó là phần mục lục gồm có 7 chương. Chương 1 là cuộc sống ở trường học. Chương 2 cuộc sống ngoài xã hội. Chương 3 cuộc sống gia đình. Chương 4 sử dụng mạng internet an toàn. Chương 5 giữ an toàn khi đi chơi ở bên ngoài. Chương 6 các tình huống bất ngờ. Chương 7 tản loạn thiên nhiên. Ngoài ra, sau đó là nội dung cụ thể của từng chương. Các bạn thân mến, theo như lời mở đầu thì cuốn sách này đề cập đến nhiều câu chuyện sinh động và phong phú. Ngoài ra, cuốn sách còn đề cập đến những vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện nay như các sản phẩm độc hại và độc hại hay ảnh hưởng xấu từ mạng internet. Từ đó sách dẫn cho chúng ta những kiến thức trong cuộc sống hàng ngày và cách tự bảo vệ bản thân, tránh xa những hành vi để thể vi phạm pháp luật. Cuốn sách kể những câu chuyện sinh động và giúp chúng ta hiểu rằng khi gặp nguy hiểm hay đối mặt với những bất ngờ thì phải ứng phó ra sao, làm thế nào để tìm ra cách thức phù hợp để tự bảo vệ bản thân mình một cách hiệu quả. Cuốn sách có một phần nội dung đề cập đến ý thức bảo vệ sức khỏe tâm lý và tự bảo vệ bản thân của mình. Thanh thiếu niên sẽ cho chúng ta các kiến thức về tâm lý, hướng dẫn cho chúng ta biết cách tự giữ gìn tâm lý của mình để chúng ta biết được khi mệt mỏi hay căng thẳng thì nên tích cực tìm kiếm sự trợ giúp từ những người xung quanh. Các bạn thân mến, điều mà mình cho là thú vị của cuốn sách Những bài học về bản thân dành cho học sinh này là trong một chương đều đưa ra các tình huống, sau đó là phân tích vấn đề, đưa ra phương pháp giải quyết, mở rộng kiến thức. Các bạn thân mến, để thỏa mãn nhu cầu hưởng thụ và phát triển của tâm hồn trí tuệ của mình, không gì thay thế được việc đọc sách đâu các bạn ạ. Mình và Tú hy vọng là các bạn sẽ tạo được cho mình thói quen đọc sách hàng ngày và các bạn hãy nhớ tìm sách Những bài học bảo vệ bản thân dành cho học sinh để đọc nhé. Mình hy vọng sách sẽ là người bạn đồng hành của các bạn trên bước đường trưởng thành. Tạm biệt các bạn.